một và gia đình là số một và gia đình là số một 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 hey. Ông thì tính khí hay thật thường lắm, khi mưa khi nắng khi vui buồn. Bà thì hay tám vô tư hàng ngày, ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Kim Chi ơi, Kim Chi, bà có trong đó không Kim Chi? Kim Chi ơi, bà đang có chuyện gì vậy? Tôi tới đây mấy lần chứ không gặp được bà. Đọc được thư này gọi cho tôi liền nhé. Chắc anh sẽ xin phép ba mẹ Dư Hiền cho tụi anh quen nhau. Khoan đã, khoan. Ông có 100 ngàn không? Cho tôi vay 100 ngàn đi. Tiền hả? Tháng này tôi xài lố quá à. Giờ còn 20 ngàn à. Ông lấy đỡ đi. À, thôi cũng được. Cảm ơn ông nhiều nha. Ông mượn chi vậy? Thì đợt này tôi xin mẹ tôi mua máy điện tử đó. Rồi mua xong rồi bây giờ mẹ tôi cắt giảm ngân lượng rồi. Mẹ em khó tính quá. Tôi suy nghĩ rồi, giờ tiền năm còn không có. Tôi sẽ kiếm một công việc gì đó để làm và kiếm ra tiền. Em tính làm thêm hả? Ờ. Cực lắm á. Anh Phúc. Sao rồi? Em liên lạc được với Kim Chi chưa? Em gọi điện cũng không thấy bắt máy nữa, mà qua nhà tìm luôn cũng không có. Chắc là cô ấy bận quá. Ừ. Con, ba mẹ xuống tới chưa? Dạ rồi, ba mẹ em đang trên đường tới á, em hẹn mẹ ở đây luôn. Nên gọi thử với Kim Chi ha. Ừ. Mình bị sao vậy nè? Mình đã nói với ảnh là bỏ qua hết mọi chuyện để bắt đầu cuộc sống mới, mà sao cố gắng hoài cũng không thể làm được. Bà đi đâu vậy? Bà đi đâu vậy? Không nấu cơm cho chồng con ăn gì hết trơn trời vậy? Đẹp không? Tôi đi hội chợ từ thiện. Ôi ơi, mua được cái sao chuỗi đẹp gì đâu. Gớm. Gớm gì? Nè đừng có khi dễ nghe. Nó không có mắc tiền nhưng mà là hàng xịn á, ngọc trai thiệt chứ phải là ngọc trai nhân tạo đâu nha. Thiệt cái con khỉ. Ba cái đồ dởm mà về khoe khoe, mày đi nấu cơm cho ăn đi. Không có cơm, đói bụng ăn mì gói đi. Cái gì vậy? Bà đối xử chồng con bà vậy nè, đi chơi đã gì bắt ăn mì gói hoài vậy hả? Trời ơi, trong nhà này tôi nấu hoài à, thì bữa nay ông tự ăn bữa đi. Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, ông ăn tự làm đi. Không có nấu gì đó, bà phải nấu. Đi lên đâu, đừng lại. Cái gì vậy?
ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao ông ác dữ vậy? Hả? Vì không nấu cơm cho ông ăn mà ông trả thù tôi hả? Tự nhiên bà đi rồi tôi giữ tay bà, vô tình nó đụng vô sợi dây. Bà sao đồ xịn gì đụng vô cái đứt vậy? Cái này là ông cố tình chứ ông vô ý cái gì? Ông trả thù tôi nè, tôi không nấu cơm cho ông mà con bữa tôi làm dữ vậy? Thôi tôi lỡ tay mà làm nó ghê quá à. Lỡ tay cái gì? Người ta thì có chồng cho tiền xài thoải mái, muốn mua cái gì cũng được, nhiều khi chở đi mua nữa. Còn cái này tôi thích, cái hộp ngọc trai của tôi đâu có mất tiền đâu mà tự nhiên ông làm tôi vậy, tôi không biết đâu, mắc bệnh đâu đó. Thôi, tôi lụm lên cho bà cho. Phải lụm đủ nghe, lụm đủ sâu lại cho tôi nghe, y chứ khổ của tôi chưa chịu á. Trời ơi, làm sao tôi lụm hết được? Tôi không biết, ông làm được thì ông phải lụm được. Trời ơi là trời, sao tôi khổ quá vậy trời. Trời ơi, nó văng tứ tung, làm sao mà lụm được trời ơi. Em sao vậy? Anh đi gặp ba mẹ em, anh không run không hồi hộp thì thôi, chứ tại sao em run hồi hộp quá vậy? Em run thiệt đó. Em sợ lỡ tí nữa mẹ tới cái mẹ la anh hay là nó nặng nhẹ anh thì sao. Anh biết đó, mẹ đâu có ủng hộ chuyện em với anh quen nhau đâu. Không sao đâu. Nhưng mà lỡ như mẹ ủng hộ, mẹ thích quá thì sao anh? Thì vui chứ sao. Đúng quá. Ây da, tôi đau lưng quá trời. Bà ơi, xong rồi nè. Bà, gì vậy? Đủ rồi nè. Ây da, đau quá. Gì? Đau lưng quá trời đất. Đủ rồi, xong rồi. Đưa đem, đây coi. Nè. Trời ơi, vỡ mặt với tôi đó hả? Vậy mà kia sĩ chì sao? Thôi giờ đeo đỡ đi. Không có đeo được. Đeo sát cổ á. Không được. Tôi không có biết. Thì sát là được này, thấy không đẹp? Không đẹp. Rồi đưa tay, đưa tay đi. Ông vỡ mặt với tôi đó hả? Sĩ chuyện ông biết bao nhiêu một hộp hôn mắt lắm á. Tôi không biết ông phải lượm như đầy đủ cho tôi đó nghe. Lượm xong cho hết nỗi đau lưng quá nè. Ai làm? Tưởng mình làm đứt thì tưởng mình lượm đi, tôi không biết. Hãy làm cho tôi đứt mắt tiền lắm á. Trời ơi, đau lưng quá mà. Đau lưng. Ác dễ sợ. Tôi đau lưng quá bà ơi. Đau lưng. Ủa, vậy không? Chuyện gì về không? Cái gì? Chuyện gì? Có gì đâu con. Con thấy ra tin bà quạo lắm. Mấy đứa đi đâu về đó? Tụi con mới đi học về không à? Chẳng có hai đứa, đỡ quá. Ê, phụ ông lụm mấy cái hộp này cho bà đi. Chuyện gì về không? Nè, cái dây này nè, cái hộp này nè. Ông lỡ tay, ông làm đứt của bà. Bây giờ bà bắt ông lụm. Lụm phụ ông đi. Hai đứa. Dạ. Tại con chuẩn bị đi học rồi đó, để lên sẵn đồ. Nè. Phụ vô ông đi con. Ông ơi, hạt này hả? Đó. Đây đưa ông. Đó, lụm giùm ông nha. Ông làm đau lưng quá trời đất hả? Khoan ông ơi. Sao vậy? Ông ơi. Nếu mà bây giờ con lượm phụ ông, ông có cho con gì không? Ông cho gì là vậy? Cho tiền. Đây. Trời đất ơi, con cháu trong nhà qua đây ăn trực hoài. Lụm giùm ông mấy cái hộp và đổ tiền là sao? Vậy ông không chấp nhận nữa hả? Vậy thôi ông tự tìm đi nha, con đi học. Thôi phụ ông đi. Thôi con nào dám phụ đâu, tại vì ông thôi ông tìm đi để con đi học nha, chứ ông cẩn thận cái lưng ông nhá. Rồi lưng nó thái hóa khắp cuộc sống mệt lắm nha ông, mà chưa kể nữa ông mà không tìm được là bà la nhá. Nếu con đi học nhá. Dạ. Thôi lượm đi, ông cho tiền. Ông chắc ông cho tiền không chứ? Một hộp ngàn. Hả? Ông nghĩ sao một hộp 1.000? Tự nhiên. 10.000. Quá đó. Trời ơi, cái 100 hộp. Hộp 10.000, quá nhiều vậy? Ông con là quyết định lấy một hộp 10.000. Còn nếu không thì ông tự tìm đi. Ngàn đi. Không. Giúp ông đi mà. 10.000. Không thì ông tự tìm đi nha. Thôi.
2000. Ông tự tìm đi nha. 3 không 5 chốt kẹo. Hố quá, đáng lẽ lên 4 thôi. Chốt kẹo 5000 nha ông, con tìm cho ông liền. Thằng này cũng dễ sợ lắm. Dạ. Rồi, ông đưa con 5000 mới con tìm được rồi nè. Ê, bắt đầu từ học kế tiếp. Rồi, chốt kèo luôn. Chốt kèo nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Tao để đây nha. Dạ rồi rồi. Để con tìm phụ ông cho. Tao để bên này rồi đó. Nhớ. Ông đau lưng quá. Ông đau lưng. Ráng tìm nha con. Dạ nhớ. Ông lên nghỉ ngơi. Đau quá. Có tiền. Ôi trời, có tiền. Không. Hả? Đi học thêm nè. Ôi, có tiền. Ông đi học thêm hả? Thôi, ông nhắn giùm tôi là thấy hôm nay tôi bận nha, tôi không đi học. Ông tính nhà tìm Ngọc thiệt á hả? Chứ sao, thời gian cần tiền lắm á. Ông báo giùm tôi nha, tôi không đi học đâu. Thôi, tôi đi nha. Đi. Tiền ơi. 5000, là 10000. Đợi mẹ ăn thêm xíu nữa nha anh. Alo, mẹ hả? Mẹ tới chưa? Hả? Sao? Mẹ sao kỳ vậy? Dạ, con biết rồi, vậy thôi nha mẹ. Anh à, em xin lỗi. Mẹ em quên mất cuộc hẹn của em với anh rồi, cho nên qua nhà dì của em chơi rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, nhà dì của em á cũng gần đây à. Để em qua bển em kêu mẹ em về nha. Thôi không cần đâu. Dạ không sao đâu, anh đợi em chút xíu, gần sát đây à nha. Em chở mẹ em qua đây nha, đợi em nha anh. Hiền. Anh nghe nè Kim Chi. Anh có bận gì không anh? Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Có. Không sao. Em cứ nói đi. Nói từ từ cũng được. Cũng được. Nhưng mà giọng anh sao vậy? Sao là sao? Thì em nghe giọng anh yếu xìu à. Anh xin lỗi. Chuyện gì? Anh đúng là một người thực tế. Thôi anh tắt máy nha. Em xin lỗi anh. Không sao đâu. Chắc là lâu quá mẹ mới được gặp chị. Lần này gặp không được thì lần khác mình gặp. Em xin lỗi anh Phúc. Có gì đâu mà xin lỗi. Nếu không được gặp mẹ em thì anh tìm gặp ba em. Mà anh không biết là ba em có chấp nhận anh không. Sao đâu. Yeah. Viên thứ 8 này ông. Đúng rồi. Ráng ráng. Mà ông. Hả? Có thật là nhiều viên ông vậy sao con tìm hoài sao có được có 8 viên vậy? Còn ráng tìm đi, cả trăm viên lượng đó. Cả trăm viên à? Vậy con ráng tìm tiếp nha. Trời ơi, bữa nay ba chơi nữ công giả chánh hả? Kia làm gì vậy? Đã có đang tìm mà. Ừ.
Rồi, đây đây. Trời, cho con. Không. Cho con. Đưa cho ba. Đưa cho ba. Trời ơi, quá trời nhiều. Trời ơi, 15 hộp. Ủa, đỡ biết bao nhiêu là tiền á. Trời ơi, sao chú không đưa cho con? Tao lao đồ trong nhà tự nhiên đưa cho con. À, đỡ biết tiếp kiếm đi. Còn tới 60-70 hộp đó được. Trời ơi, 15 viên là tương ứng với 75.000 đó. Trời ơi, sao chú tìm được hay vậy? Ông ơi, hay là mình khóa cửa ấy, đừng cho ai vào được không ông? Chị tìm trong này mình ra canh khoảng cách. À, để con một mình dạ. Kiếm tiền nữa hả? Dạ đúng rồi. Thôi kệ đi, đừng khóa cửa. Tìm đi con. Con nhiều chuyện. 75.000. Quên đồ dưới sảnh rồi. Hiền ơi, mẹ tính ngày mai gia đình mình về quê nha con. Ở Sài Gòn mẹ không có quen. Hiền ơi. Ủa, đứa nhỏ này nó đi đâu rồi trời? Hiền. Hiền ơi, bà gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng đi. Tôi kiếm được tiền trả lại cho bà rồi. Không người chồng nào mà đích sự. Lao từng hạt bụi, khi nó rớt đất rồi trả lại cho vợ. Nợ mới học về. À con. Ủa mới học về hả? Đất ơi, đông. Hả? Ông tìm từ nãy đến giờ luôn hả? Mày tìm thôi, mình đang cần tiền mà. Trời ơi, sao đau lưng quá à. Không biết nói gì với ông luôn. Chắc đủ rồi đó con ơi. Chưa đâu ông ơi. Còn một viên nữa này ông. Đâu à, rồi 19 viên. Rồi thôi được rồi, chắc đủ rồi, đủ rồi đó. Đủ rồi ông. Rồi tính tiền rồi được rồi à. Quá nhiều rồi. Ông cho xin tiền mất con tìm đủ rồi. 19 viên dạ. Một viên 5 ngàn. Rồi, để em đưa cho 45.000. Ông một viên 5.000 mà. Thì đó, 19 viên 45.000. Không, con chỉ cần tìm 9 viên là đã được 45.000 rồi. Đây là 19 viên lận mà ông. Thì chơi nhiều. 190. Trời ơi, giữ mày. Rửa tao không biết tính hả mày. Bao nhiêu vậy ông? 19 viên 95.000 à. Trời ơi, thì đó ông biết. Thế là ông biết ông đưa con 95.000 luôn đi. Con tưởng ông ăn gian con. Dễ sợ. Giỡn vui. Giỡn gì. Tội 19 viên 190. Quá đó. Rồi thôi là 5.000. À, thôi bỏ con luôn một viên nữa. Dạ, cho con luôn được không? Chẳng chăm. Dạ ông cảm ơn ông. Rồi chắc đủ rồi đây. Bà ơi, đủ rồi bà ơi. Bà ê, lịch sự không? Đã láo bụi cho bà nữa nè. Đúng chưa? Nè, quá trời nhiều rồi. Trời đất ơi. Sao? Cái gì mà viên nhỏ xíu không vậy? Viên mấy cái viên này đâu có giá trị đâu, có viên bự của tôi đâu. Ơi bà, hạt ngọc viên gì lớn nhỏ gì nữa, nhiều rửa. Trời ơi, cái viên bự bằng cái ngón tay cái thì đâu rồi? Giá trị là cái chỗ đó đó. Ủa có viên bự gì nữa? Chứ sao? Mắt là mắt tiền là cái đó đó. Tụi biết ông phải kiếm cái gì đó cho tôi à. Bực bội quá à. Có viên bự đứa con ơi. Rồi con ráng kiếm giùm cho ông đi. Con kiếm dùng cho ông viên to đó hả? Ờ, coi như là cái 5.000 nãy ông cho con đó là con tiện cái viên bự cho ông, phải lấy tiền luôn. Ờ, đâu được đâu ông. Sao vậy? Viên này viên to hơn thì giá tiền phải mắc hơn chứ, sao mà cùng giá được. To, nhìn dễ kiếm hơn chứ nói sao. Nhưng mà viên này quan trọng hơn, phải mắc tiền hơn chứ ông. Ôi, con tối ngày con làm tiền ông hoài vậy? Con đâu dám làm tiền đâu, viên to đó con lấy 50.000. Quá đáng, mày quá đáng. Tối ngày cái tiền bạc không nha. Nhiều đó đủ rồi nha. Thôi kiếm nhiều bao đi, coi như 5.000 đó. Được rồi. Thôi con 50.000 con mới làm. Thôi 5.000 đó được rồi. Tao cho nãy 5.000 như giờ coi như tìm giùm ông đi mà. Vậy thôi con trả lại ông 5.000, ông tự tìm đi nhá. Ờ thằng này. Gì vậy? Dạ 50.000 con mới tìm. Mà con nói cho ông biết nhá, tuổi trẻ như con mà tìm mấy viên đó muốn sụt khớp luôn nhá.
Ui da, đau lắm đấy ông nhớ. Tìm cẩn thận nhớ. Dạ thôi à, con à, lên lầu nhớ. À, đứng lại. À, dạ sao, sao vậy ông? Thôi tìm đi, 50 với ông. 50 ngàn ạ. Rồi không, không bớt đồng nào mà. Dạ không bớt ạ. Thôi tìm đi. Dạ. Con cảm ơn ông, vậy là vẫn cho con 5 ngàn này đúng không? Thôi lấy lại coi như còn 45. Thôi nói vậy tới kỳ. Dạ. Thẳng luôn. Dạ. Con cảm ơn ông. Ráng tìm cho lẹ nha. Dạ, dạ. Tiền về, tiền về, tiền về. In the 2017 UEFA Champions League final, Mario Mandzukic. His cross looking for Higuain. Con chào bác. Ờ, dạ, xin lỗi bác. Cậu biết tôi đây? À, dạ. À, Hiền nói đúng không? Dạ. À, dạ thưa bác, con có thể ngồi đây được không bác? Kéo ghế ngồi đi. Dạ, cảm ơn bác. Bác ăn đi bác. Alo. À, bác là mẹ của Dư Hiền đấy con. Ờ, dạ con chào bác. Ừ, con Hiền á, nó có nói với bác về cái chuyện tiền nhà. Nhưng ngày mai gia đình bác á về quê rồi. Hôm nay á, bác gặp con luôn được không? Dạ. Dạ. Trời Long, ông đừng có nói với tôi là ông tìm ở đây từ chiều đến giờ đó nha. Thì đó, tìm từ chiều đến giờ nè. Trời ơi, đau lưng quá ông ơi. Đúng là cuộc đời này tiền bạc với đàn bà làm khổ đàn ông quá. Trời đất ơi, tôi đi tôi cần tiền. Kiếm được chưa con? Dạ chưa. Ủa Long, phải chuyện này không? Ê trời, đưa tôi đi. Đưa tôi, 50 ngàn ông đi. Đưa ông đâu đó, đưa tôi, đưa tôi, đưa tôi, đưa tôi. Chụp được đi. Gã ra. Gã ra con. Không chết đây luôn nha Long. Gã ra. Sao vậy nhả ra? Đâu rồi? Long ơi. Gã ra. Gã ra Long ơi. Đâu rồi? Đâu. Không ra. Gã ra. Long ơi. Dạ. Con nuốt luôn rồi. Benzema is going to find him now. Alexandre, the defender. Ronaldo handing off for Carvajal. Carvajal, Ronaldo. Yo. Nhớ rồi bác. Đủ bác luôn rồi bác. Hay quá. Đúng rồi. Ăn đi bác. Cậu hay quá ha. Lựa đúng đội giỏi. Dạ. Tôi thua cậu thôi. Làm con gái ta chết mê chết mệt. Chỗ này tôi cũng chết, đừng nói con gái tôi. Dạ. Thôi bác, bác ăn đi bác. Ừ. Còn có 3 phút nữa kết thúc trận này rồi. Coi như thua. Chồng này tôi đãi. Dạ. Tôi đãi cậu chồng này. Cậu có ngã ý đãi cho tôi cái gì không? Dạ, vậy con đại bác chúc men nha bác. Mình uống rượu chứ hả? Rượu hả? Rượu. Ừ. Rượu thì rượu. Vô! Bác! Bác thu non đúng rồi bác. Đội bác đá dở quá. Rượu! 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 Đáng lẽ ra hôm nay con sẽ chuyển khoản cho Diệu Hiền. Nhưng mà sẵn gặp bác ở đây, con gửi bác luôn. Bác ngại quá à. Con bận như vậy mà bác còn gọi con ra đây. Thiệt tình là ngại ghê vậy. Dạ không có sao đâu bác, con cũng đâu có làm gì đâu. Bác gửi lời với Diệu Hiền giùm con á, là con cảm ơn nó nhiều lắm. Nếu không nhờ số tiền của nó thì lúc đó con cũng không biết kiếm tiền đâu ra trả anh ta nữa. Thôi, sẵn gặp con ở đây á,
Bác có một số vấn đề muốn hỏi con nha. Dạ. Giống như lần trước gặp nhau, tôi đã nói rồi, cậu không có điều gì chê trách cả, nghe? Chỉ có điều kiện là không thể được. Cho dù tôi có đồng ý á, thì mẹ của Diệu Hiền cũng không bao giờ đồng ý, nghe không? Nói đi, ngồi trên bàn nhậu cứ tự nhiên nói đi. Cậu gặp tôi là cậu có ý định, cậu muốn nói điều gì đó đúng không? Tại sao không nói? Chắc chắn là cậu muốn nói một chuyện là cậu muốn xin phép tôi để quen con gái tôi. Và cậu sẽ hứa với tôi là sẽ bảo vệ hạnh phúc cho Diệu Hiền, đúng không? Dạ con thưa bác, lời nói đảm bảo hạnh phúc của Diệu Hiền con không dám tùy tiện nói ra nữa. Tại vì con rất hối hận một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cho con bài học quá lớn. Cho nên lời nói bảo đảm hạnh phúc của Diệu Hiền con không dám hứa. Nhưng con hứa cho bác, con sẽ cố gắng, cố gắng làm cho Diệu Hiền thật hạnh phúc. Nó cũng cãi lộn với nhau á. Nói thiệt á, bác không thể nào chấp nhận cái chuyện đó được. Nhưng mà thôi, hôm nay gặp con á, bác muốn hỏi con, con phải trả lời thật tình với bác nha. Tại sao con với thằng đó ly hôn với nhau vậy? Con Diệu Hiền á, nó có kể cho bác nghe. Bởi vì á, tụi con á, mỗi đứa có một hướng đi riêng. Nhưng à, bác nghĩ phải có cái chuyện gì nó trọng đại hơn nên con mới quyết định ly hôn với nó. Thật ra nó là người tốt đó bác. Hả? Ảnh thật sự là một người rất tốt. Nếu nó là người tốt vậy sao con? Lúc đó con chỉ, tụi con chỉ chia tay vì con muốn thực hiện giấc mơ của mình thôi, chứ không có lý do gì khác hết trơn á. Ảnh là một người rất là tốt, bác cứ yên tâm đi, Diệu Hiền không có lựa chọn sai lầm đâu. Chả lẽ chỉ vì thực hiện ước mơ mà con... Không, bác không tin là như vậy đâu. Con sống với ảnh mà con chỉ biết nghĩ tới giấc mơ của mình, lúc nào cũng muốn thực hiện điều đó. Thật ra là con một người rất ích kỷ, lúc nào con cũng chỉ biết nghĩ cho một mình á. Lúc đó con chỉ biết nghĩ là mình muốn thực hiện giấc mơ và sau đó đánh đổi chính hạnh phúc, đánh đổi chính cuộc hôn nhân của mình để thực hiện điều đó. Nhưng mà Diệu Hiền sẽ không bao giờ lựa chọn sai lầm giống như con đâu. Được chưa con, được chưa? Được không? À, không được ông ơi. Nó nằm dưới anh luôn nữa ông ơi. Ráng đi, ráng đi. À ôi, ông nổi không? Ông ơi, ông mấy, ông đưa con tiền trước đi ông. Chưa có ra được rồi sao lấy tiền? Phải có tiền trao trắng mút chứ. Trời ơi, giờ sao tiền trao trắng mút nó nằm dưới này rồi sao? Ráng đi, giờ nào có cái viên ngọc đó mới lấy tiền, chốt kèo. Trời ơi.
Bữa nào kẹt chổng không ông? Đâu biết đâu giờ phải ói ra nè. Bác cảm ơn con cái buổi gặp mặt hôm nay nha. Ra chưa con? Dạ chưa ra nữa ông ơi. Ráng đi mà. Dạ con cũng muốn lắm nhưng bây giờ nó chưa ra là chưa ra. Ráng chút đi, ráng chút đi. Ông ơi, hôm mấy mình để ngày mai được không ông? Mai sao được? Trời đất ơi, quá nay rồi. Rồi kiếm đi con, bả nhằn quá chịu nhức đầu không nổi đâu. Để ông ơi, ông cho xin tiền trước đi. Thôi, mà cái tiền bả thì quá quá. Vô đi, vô, vô, ráng đi, ráng đi. Đóng cửa lại, ráng, nhanh. Ráng đi. Hỏi mạnh lên nó mới ra. Nữa. Anh nghe nè. Nè, vừa ăn vừa bấm điện thoại không có tốt đâu đó nha. Tới rồi mà còn gọi điện thoại nữa chứ. Ai biểu. Anh à. Em có một tin tốt và một tin không tốt. Muốn nói cho anh biết, anh muốn nghe tin nào trước? Tin tốt trước đi. Tin tốt trước hả? Tin tốt là mẹ em muốn hẹn gặp anh á. Thiệt hả? Ồ, em không biết tại sao tự nhiên mẹ lại thay đổi đột ngột vậy. Tin này mà tốt cái gì? Tin này quá tốt đi chứ. Trời đất ơi, chỉ là mới hẹn gặp thôi mà không đến nỗi quá tốt đâu. Nhưng đối với anh vậy tốt rồi. À, mà tin con tốt là gì vậy? Tin con tốt á là nãy á ngủ dậy nghe mẹ nói vậy vui quá lật đật chạy đi báo cho anh biết quên đánh răng. Em nè. Cô cô, đợi cho đi nè. Chết rồi, phải làm sao đây? Tối nay thế nào chắc chắn cũng sẽ còn hôn mình. Còn nhớ mặn vậy nữa chứ. Mình phải làm gì? Mình phải nói. Mình phải nói câu, em đồng ý. Làm sao cho thật được truyền cảm, mộng mơ và đáng yêu. Cuối tuần này cần một giáo viên để trực ở trường. Em đồng ý. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ chính thức nghỉ hưu. Hả? Tại sao bà lại nghỉ hưu ba? Ông ơi, ông có bị làm sao không vậy? Trong người ông có đau đâu không vậy? Hay là ở phòng khám có chuyện gì không con mà sao ba con đòi nghỉ hưu vậy? Ba ơi, hay là phòng khám con làm gì ba buồn hả ba? Không có đâu, đâu có chuyện gì. Đón xem tập 199 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 1 tháng 1 năm 2018 trên kênh HTV7. Ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù già lão nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh 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 o